Xin chào các con, chúng ta lại gặp nhau trong tiết tin học ngày hôm nay với chủ đề 2, soạn thảo văn bản, bài 5, thực hành tổng hợp, tiết 4, sách giáo khoa trang 52. Mục tiêu của bài học: ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản, thực hiện chèn công thức toán học vào bài soạn thảo văn bản. Để đạt được mục tiêu của tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ trải qua các hoạt động chính. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với phần B lớn, hoạt động ứng dụng mở rộng. Soạn thảo văn bản theo mẫu sau. Trên màn hình là hai bài văn bản số 3 và số 4. Các con hãy quan sát và suy nghĩ cách trình bày bài này nhé. Hướng dẫn cách trình bày văn bản. A. Gõ đoạn văn bản đúng nội dung. B. Gõ phân số vào bài toán. C. Gõ ký hiệu trên mét vuông vào bài toán. D. Vẽ hình theo yêu cầu, lưu bài vào máy tính. Làm như thế nào chúng ta có thể chèn công thức toán học trong trang văn bản? Các con ạ, đối với Office 2010 trở lên, để chèn công thức toán học trong văn bản, chúng ta làm như sau. 1. Các con chọn Insert. Bước 2. Trong thẻ Insert, các con chọn Equation. Trong mục Equation, để biểu diễn các phân số, các con thực hiện các bước sau. Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần chèn phân số. Bước 2. Chọn Precision. Bước 3. Chọn khung trống này để viết phân số. Bước 4. Nhập tử số và mẫu số theo yêu cầu của đề bài. Sau đây, cô mời các con cùng theo dõi đoạn video minh họa cách soạn thảo bài số 3. Các con ạ, để biểu diễn ký hiệu trên của một phép toán, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần chèn. Bước 2. Chọn Script. Bước 3. Chọn khung trống này để viết ký hiệu trên. Bước 4. Nhập ký tự dưới và ký tự trên theo yêu cầu của đề bài. Sau đây, cô mời các con theo dõi đoạn video minh họa cách soạn thảo bài số 4. Nhập mét vuông cho bài toán. Thank you.
Sau bài học này, em cần ghi nhớ. Chọn Insert Equation để chèn công thức toán học trong trang văn bản.